Chào mọi người nha. Hôm nay thì Vi muốn giới thiệu với mọi người một cái phương thức xác định phần tử web mới có tên là Smart Locator. Từ trong quá trình mình làm việc với web app á, sẽ có một vài cái phần tử web nó khá là khó để có thể xác định được ha. Thì kể từ cái phiên bản Catalan Studio 9.3.0 trở về sau á, thì mọi người sẽ gặp một vài cái khó khăn nhất định để bắt được element với web recorder cũng như là spy object ha. Đó là những cái element thuộc như là nó nằm ở bên dưới, nó nằm bên trong cái SVJ, hoặc là cái element đó có dynamic ID, shadow DOM, hoặc thậm chí là shadow DOM bên trong một cái iframe. Cho nên là khi mà mình dùng web recorder hoặc là spy object để bắt những cái element đó, và khi mà mình chạy lại đó thì cái test của mình sẽ bị fail hoặc là nó chạy rất là lâu để có thể là xác định được cái test object đó. Thì kể từ bản 9.3.1 trở đi, Catalan có ra mắt một cái phương thức định vị web object mới tên là Smart Locator. Thì đối với Smart Locator, mọi người có thể hình dung là nó sẽ cải tiến hơn so với XPath, Attribute, CSS và cả Image. Thì Smart Locator nó có thể hỗ trợ là bắt những cái object như là có nhiều cái shadow DOM, iframe, rồi thậm chí là dynamic ID cũng như là element nằm bên trong cái SVJ. Rồi bây giờ thì Vi đang mở Catalan Studio bản 9.3.2 ha. Bản này đã dùng được Smart Locator rồi. Về cơ bản thì nó cũng giống như là XPath, Attribute, CSS hoặc là Image thôi. Thì khi mà mình dùng cái Web Recorder hoặc là Spy Object để bắt cái object đó, thì Smart Locator nó cũng có thể là generate cái locator dựa trên cái strategy của nó. Ví dụ như là trường hợp cái website mọi người đang test, nó có rất là nhiều cái shadow DOM bên trong cái iframe vân vân, thì á làm sao để mình có thể tự động chọn cái smart locator này trong cái quá trình mà mình record hoặc là spy object, thì mình sẽ chỉ lại ha. Mình sẽ vào cái project setting, rồi mở cái test design ra, bấm web UI đó. Về cơ bản thì nó sẽ chọn XPath ha. Nhưng mà bây giờ ở trường hợp mình muốn dùng cái smart locator như là cái default element locator để mà mình record hoặc là spike object á, mình sẽ chọn ở đây apply and close ha. Đó. Rồi bây giờ vì có một cái website như thế này, thì website này nó chứa rất là nhiều cái shadow DOM. Bây giờ thì vì sẽ inspect thử xem là cái shadow DOM nó nhiều ở mức độ nào ha. Bây giờ mình bấm shift to, rồi nó có mấy cái drop down list ở đây nè, mình inspect thử. Ok, thì như mọi người thấy nó có rất là nhiều cái shadow DOM ở bên dưới. Rồi bây giờ thì Vi sẽ dùng cái website này mở trong Catalan Studio ha, với cái web là recorder. Điền URL ở đây, rồi bấm record. Rồi, làm tương tự khi nãy ha, mình bấm vào Shift Tool. Chọn là tiếng Đức đi. Ship tới Aruba. Rồi, tiền tệ vẫn là USD. Không có thay đổi gì hết. Rồi, tới đây thôi. Bây giờ thì tôi sẽ dừng cái test này lại. Save script. Rồi, phẩm cái này đi. Để mình coi thử ra nó có chọn được thành công không ha. Nè, thì như mọi người thấy đó là nó đã chọn sẵn cái Smart Locator để có thể là interact với lại cái web element nha. Bây giờ sẽ bấm vào Shift Tool. Chọn tiếng Đức, Aruba. Rồi, ok. Thì như mọi người thấy là cái test nó chạy rất là nhanh ha. Đó. Nó mất khoảng 18 giây. Đó, 18 giây thôi. Tại cái này thì nó đang hơi hơi lâu ở cái bước open browser, navigate to URL nè. Chứ những cái step như là chọn ship to Aruba rồi này kia thì nó cũng rất là nhanh. Bây giờ thì Vi có một cái trang web này ha, nó có chứa shadow DOM element bên trong cái iframe. Đó, thì bây giờ để mình test thử xem là cái smart locator nó có thể bắt được cũng như là chạy được cái test này không. Rồi cơ bản thì Vi muốn
điền text vào đây và bấm close it ha. Để mình cho mọi người xem. Rồi. Ok, như mọi người thấy nè. Ở đây là có cái iframe ha. Iframe ở đây có shadow root, shadow DOM element vân vân. Đó, thì bây giờ đây là cái test case của mình rất là đơn giản, điền chữ pizza, bấm close it. Ok ha. Chọn web truy cập. Điền URL ở đây. Rồi mình điền pizza close it. Ok chưa, save script. Rồi chạy thử cái test nha. Rồi, nhưng mà người thấy thôi nó set text cũng như là bấm vào nên cái nút close it cũng khá là nhanh ha. Mất khoảng 0,2 giây cũng như là 0,1 giây thôi. Thì đây cũng như là một cái tính năng khá là nổi trội khi mà mình ra mắt cái Smart Locator. Cũng như là nó có thể là cover được rất là nhiều cái dạng web element phức tạp khác. Ngoài những cái ưu điểm của Smart Locator mà Vi vừa mới cho mọi người xem á, thì nó cũng có những cái khuyết điểm như sau ha. Đầu tiên là Smart Locator nó không có gọi là bắt được những cái object gọi là dynamic content. Ví dụ như là mình muốn click vào cái ô gọi là nó chứa ngày, tháng, năm, thậm chí là giờ, mấy phút, mấy giây, thì hiện tại là Smart Locator nó không có capture được cái mức độ dynamic như vậy. Cũng như là khi mà mọi người chọn Smart Locator là cái default locator trong 9.3.1 rồi đúng không? Nhưng mà khi mình mở lại cái project trong những cái Catalan version trước đó như là 9.3.0 hoặc là bản 8x chẳng hạn đi, thì nó sẽ không có cái option Smart Locator ha, mà nó sẽ chọn lại cái option cũ, có thể là Expert, Attribute hoặc là CSS. Đó. Rồi tiếp theo nữa, nếu như mà trong bản 9.3.1 mọi người đã approve cái self-healing suggestion là cái smart locator đúng không? Thì khi mà mình mở lại cái project trong mình những cái catalog version cũ á, thì nó sẽ cũng không có hiển thị được smart locator ha, mà nó sẽ chọn expert, attribute hoặc là CSS. Đó. Một cái khuyết điểm cuối cùng đó chính là smart locator không thể nào mà định dạng được những cái web element với cái content bắt đầu là cái dấu ngoặc đơn. Đó, thì đó là những cái khuyết điểm hiện tại của Smart Locator. Cảm ơn mọi người đã xem qua video ngày hôm nay ha. Thì Vi hy vọng là Smart Locator có thể là giúp ích được cho mọi người trong quá trình mà mình bắt được cái test subject phức tạp khác nhau ha.